Rồi, kênh xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có cái con LG V60 và cái con Sony Xperia 5 Mark 2 nhé. Thì nay em sẽ so sánh cho các bác biết xem là cái loa ngoài của hai con này nó như thế nào nhé. Còn về cái phần tai nghe nhé, hai con này đều có jack 3.5 cả. Tuy nhiên ấy, thì nếu mà để mà nghe tai nghe ấy, thì em vẫn đánh giá con V60 nó hơn hẳn nha các bác. Nhất là cái khoản mà nó có thể chạy được cái tai nghe có chịu kháng cao ấy, nó vượt trội hơn so với con này nhiều. Đấy thì đối với em thì em đánh giá như thế nhé. Riêng về tai nghe thì em thấy là con V60 ngon hơn hẳn. Còn đây là cái loa ngoài thì em cũng không biết được, để các bác tự nghe thôi, chứ cái loa ngoài thì đối với em nó cũng 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 không quan trọng lắm. Đây em sẽ mở to hết cỡ lên nhé các bác. Đây, con V60 mở to hết cỡ lên nhé. Đều nghe cái bản nhạc này của em. Rồi, ok, đoạn đấy nó tầm đấy là được rồi. Tiếp theo là con Sony 5, tại em cũng để mắc âm lượng nha các bác. Giờ các bác thì em vừa so sánh cái loa ngoài đấy, thì đối với cái đôi tai em nghe thì thực sự là em thích cái loa ngoài con V60 hơn. Thế thì đến là tai em chỉ nghe được thế thôi, chứ còn nhiều bác có thể nghe được là con này con kia nó chi tiết hơn, hay là bass nó chắc hơn nên là khỏe hơn gì đấy thì em cũng không không nghe được. Thì em chỉ nghe về một cái ý kiến cá nhân thôi đấy nhá. Thì đấy các bác cứ tham khảo thôi. Đối với em thì kể cả tai nghe và loa ngoài, còn về số 10 đối với nó vẫn ngon hơn. Rồi, ok, chào các bác nhé.